Thơm á, ngửi thử coi. Thơm không? Ngon nè. Ngon như còn gì nữa. Các bạn thơm không? Chào cô. Thơm ấy. Anh có đang phải làm bông mục. Sắp sắp vậy là ok rồi. Nhìn màu rất đẹp mắt, rất là thơm thôi. Rồi, chào bông. Chào bông. Ngon, cười à? Cười nhà. Thơm như rồi. Xả ngon. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Banana Vlog của Sống ở Châu Phi. Hôm nay là lên nấu ăn cho mọi người. Sáng thì mưa, mọi người làm xong rồi bị mưa, nên là giờ mình nấu ăn rồi mình. Hôm nay là sẽ nấu bò kho. Bò thì mình có ướp sẵn ở nhà rồi. Bò với là có khoai tây với cà rốt mình gọt sẵn ở nhà rồi. Giờ là sẽ nấu bò lên trước. Bò có ướp ở trong này ấy, mình có ướp là có ngũ vị hương này, tiêu này, xả này, ít gừng, mắm muối, bột ngọt, đường là đầy đủ cả rồi nha mọi người. Ướp cũng lâu rồi đấy. Giờ là chỉ bỏ lên xào cho nó sơ, cho nó thanh lại. Xong rồi bắt đầu bỏ nước vô. Cái boy. 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 Ta bò. Cui à? Cui à? Ở giờ eu của gì nhà của vida vietnamita vietnamita phải là cùng nomi cả comida là bò kho bò kho bò kho bò kho hoặc là gọi là gì nhỉ? Có nhiều vùng là sẽ gọi là bò sốt vang mọi người. Chỗ mình ở trong Lâm Đồng thì hay gọi là bò kho. Không biết chỗ mọi người sẽ gọi là cái gì? Senta, ngồi xuống mà quạt. Hey, nào Senta kì. Nào Senta cơ mà. Sao lại quỳ? Chán thật, đây này để bảo lẻ đấy. Quạt như vậy, cứ quỳ, cả quỳ cả xuống rồi, tôi lại rồi. Lại bà luôn. Kêu ngồi xuống quạt cho nó dễ, cúi rồi làm gì cho nó mỏi. Chỉ quỳ ạn xuống rồi, chán thật. Mai gì. Nông mì Việt Nam, nông mì Việt Nam, vô xe. Nông mì vô xe Việt Nam, ta có một. Hồng hả? Hồng. Chán thật, hồng. Thơm lắm ạ. Hả? Thơm lắm, ngửi thử coi. Thơm không? Ngon nè. Ngon như còn gì nữa. Thịt bò đó. Bò sáng mình mua mình làm sạch sẽ, rửa hết ở nhà ấy, cho nó tiện. Tại vì trên này thiếu đồ nghề nên làm nó cũng lâu hơn. Mình cứ làm sẵn ở nhà lên đây mình nấu cho mọi người ăn luôn, cho nó nhanh. Bò này chọc hầm một lúc lâu, hầm tầm tiếng rưỡi gì đấy, xong cho nó mềm đi rồi bắt đầu mới bỏ khoai tây với cà rốt vào sau. Khoai tây với cà rốt đây là mình cũng rửa sẵn ở nhà rồi. Bò tà tà này, signore. Signora. Hôm nay mua cà rốt ở chợ nhưng mà không có cà rốt to mọi người. Nên mua cà rốt này hơi nhỏ. Chợ nó cắt khúc khúc nhỏ nhỏ thôi. Cho mọi người coi, mọi người nấu cho biết cách nấu vậy chứ thực ra chắc cũng chả bao giờ mà nấu được đâu. Tại vì là căn bản ấy, thịt bò này mua mắc tiền mọi người. Nấu cho mọi người ăn thử thôi chứ để mà mọi người áp dụng để về nhà nấu thì không có đâu. Nhà chỉ có ăn cá khô với là phui, không có thịt. Sáng mưa, may giờ nó nắng.
Ngon nè. Ngon nè. Quá ngon luôn. Tôi đủ giá con bé. Nào. Nào. Chưa được ăn bao giờ à? Boy mà. Giá con bé boy. Nào. Ồ. Bên này mình hỏi mọi người là ăn thịt bò bao giờ chưa? Mọi người kêu chưa? Chưa ăn thịt bò bao giờ hết. Thịt lợn chưa chắc mọi người đã được ăn nữa. Cho nên là thịt bò chắc chưa bao giờ được ăn đâu. Không có tiền mà mua ấy chứ. Ở ngoài thành phố thì chắc có. Còn ở trong bản là mọi người không được ăn cái món này bao giờ đâu. Comida tênh xả này nước mắm xa lì tiêu cái gì đó. Mình cũng không biết nói với cái đấy là gì. Esi phala como? Casabola. Casabola. Sali. Nước mắm ấy nhớ không? Nước mắm yêu cù trên nhà nước mắm ấy, nước mắm. Ngon. Để tí xào cho nó than lại một tí. Xong ít là mình hầm cho nó dễ. Thơm không? Sữa bay. Thơm phức. Ngon nè. Bôi con mẹ cung bao. Cô mẹ có bao. Mình kêu là ít nữa ăn cái bánh mì mọi người. Mình có mua bánh mì, ít nữa chấm với bánh mì. Béo la cười ghê. Cười ha ha ha. Đây mọi người được cái vui tính. Mỗi lần nấu ăn rồi quây quần là cười nói vui vẻ lắm. Hôm nay là Fedi đi như bố vợ của Fedi mất mọi người, cho nên là Fedi không có đi được. Với lại có mấy người ở trong bản đấy nữa là đi đám ma rồi, mất cũng được 2-3 ngày rồi, cho nên là giờ chắc đang còn làm ở trong đấy. Công tác chuẩn bị công việc ở trong đấy sau xong rồi mới đi quay lại được. Rồi. Giờ mình lấy nước mình đổ vô mình hầm thôi mọi người. Xào một hồi cho nó than lại, nó ngấm cái gia vị vào trong ấy, ý là mình hầm lên nó sẽ ngon hơn. Rồi, mà tê. Mà tê mùi tụ.
bỏ thêm tí nữa. Rồi, cảm ơn. Nhiều lắm, nhiều thịt lắm. Hôm nay có mấy người? 2. Bây giờ con tù bên sâu tới là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 người. Đếp bê sô. Ok nha các mọi người. Mình hầm thêm cũng nửa tiếng, hơn nửa tiếng rồi. Đây, tiếng ra. Chắc cũng 9 rồi đấy. Đây. Đấy, sắp sắp vậy là ok rồi. Nhìn màu rất đẹp mắt, rất là thơm luôn. Rồi, tạm bơ. Tạm bơ. Múc ăn cho mọi người trên nồi luôn. Đây, ung peso, tia ra ung... Burato. Tia ra, ung peso ung. Đây, tia ra yêu, tạm bơ. Đấy. Để múc mọi người hẳn ở trên bếp luôn cho nó thoải mái. Wow. Vui à. Vui à. Quá ngon luôn. Múc thêm thịt không? Có xả với gừng các kiểu vô. Thơm. Ngũ vị hương nữa. Ngũ vị hương thì có Việt Nam thì mới có thôi. Bên này không có đâu. Bên này người ta chỉ nấu với muối chính. Muối với dầu ăn. Quanh tù? 2 tù. 2 tù nữa. Đủ cho mọi người ăn, vừa đủ nước luôn. Nước nấu sệt sệt phải chấm nó ngon mọi người. Nấu nhiều quá sợ nó loãng. No bu. Đây kia là đây. Vừa đủ nước. Đây, mình mua nhiều bánh mì ạ. Mọi người hai cái ăn thoải mái luôn. Ung bê xô đôi bao. Đây, ung bê xô đôi bao. Đây, đây là ung bê xô đôi bao. Tiếp ra, tiếp ra. Đây, mọi người hai cái ăn thoải mái luôn. Đây. Ai ăn hết thì đang còn bánh mì để ăn tiếp nhá. Không thoải mái. Đây số 3. Của cameraman đâu? Original tiếp rồi chú. Cameraman đi. Ăn bao lâu? Còn bánh mì đây. Tôi đồ về số con mẹ. Con mẹ coi cua. Tiếp là bao? Chấm nước ấy. Ăn thử ngon. Ngon quý à. Bò kho. Bánh mì bò kho. Ôi à, camera. Mời các bạn ăn, phải là. Ngon nè. Ngon, cười à? Cười nha. Victory. Victory có mẹ. Đấy, đúng rồi, cháu bánh mì đấy. Thưa bao rồi, Aki, có mẹ. Đấy, cháu như Victory này, Victory biết ăn. Victory ra có mẹ. Chưa luôn à? Nước còn có ai nhỉ? Lần đầu tiên à? Ăn thử thịt bò coi. Có me boy coi. Hầm như rồi. Xả ngon. Số 3. Số 3 có me. Ê bơ. Ngon nhỉ. Cùi à bê. Số 3 có me cùng patata cùng boy. Hầm như số 3 mới ăn được. Chứ số 3 lớn tuổi rồi nên là bị gậy nhiều răng á. Có gì à? Ừ, giống như mình. Ê, dạ vâng. Ok. Đấy, thôi, để mọi người ăn thôi mọi người. Thấy mọi người ăn ngon rồi mọi người vui.
lâu lâu cứ nấu ăn khích lệ tinh thần. Rau thì hôm nay mới hái cho mọi người, cho mọi người rau đây này, cô bì này. Để rau để cho mọi người mang về ăn. Chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Để mình vô mình kiếm miếng nhé. Thật sự giờ là rất là đói rồi. Đang còn chừa lại một ít. Để ít nữa mình vô mình ăn mọi người ạ. Đấy. Mọi người mà thấy video hôm nay hay, ý nghĩa hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Ok, bye, chào các bạn. Đấy, cameraman qua đi. Cameraman của anh Dũng. Vô, bye comment. Để quay cho cameraman ăn một miếng. Coi cảm nhận. Đấy, một phần như vậy cũng nhiều thịt, nhiều nước các mọi người. Ăn bánh mì vô tư luôn. Tí nữa phát cho mọi người một cái nữa. Ông phải xô tuyệt là ông Pao. Đấy, mọi người ba cái. Đấy, được rồi, comment tao bong tuyệt ra nhá. Cứa. Vô xe ra con mê? Ainda no. Nào? Pero ya en esa comida. À, lần đầu tiên à? Hoje é pela primeira vez. À, anh này cũng là lần đầu tiên ăn luôn. Tao bong. Tá bom, ngon. Cuida muito. Come boy. Come boy. Quá chất lượng luôn. Rồi, chào các bạn. Chào các bạn.